gọi là gì ta, các trụ cột gia đình là các ba mẹ, các má, các cô, các tổ trưởng vui lòng hỗ trợ cho đồng chí Năm gia phả. Đầu tiên là ông tổ tiên hay là cái gì đó, em mong rằng anh Năm có sức khỏe đầy đủ để trở về, chứ kiểu mà la hét hoài là ông chết đi mang hà.